Thật sự mà nói á, mình tin Phật Pháp á, thì phải hoàn toàn tin dù là thuận hay nghịch. Quý vị biết rằng là tất cả chúng ta tu hành á, đừng có cầu cái thuận không. Tại vì mình đã tạo nghịch mà, mình đã tạo nghịch duyên mà, tại sao mình muốn thuận không? Trong cái nghịch mà mình giảng tin Phật Bồ Tát thì nó mới thành thuận. Còn nếu như mình cầu thuận hoàn toàn, có cái chuyện gì mà làm thành công mà toàn bộ thuận không không? Nó toàn là phải có nghịch chứ. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nghe được Phật Pháp rồi, chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta không có buồn trách ai chứ. Không có buồn chồng, buồn vợ, buồn con nữa. Tại vì sao? Vì mình đã tạo cái nhân gì thì bây giờ mình gặp cái quả báo nấy à. Mình đã tạo cái nhân đối với người ta làm sao thì bây giờ người ta đến gặp mình như vậy à. Đó. Bây giờ mình đi về chùa thiệt là đông như vậy nè, tự nhiên bây giờ có một hai người bị móc túi không còn cắt nào hết trơn. Có một hai người đó thôi, chúng ta không hiểu, bắt đầu là chúng ta về chúng ta nói đi chùa thấy ghét, đi về chùa chưa được cái gì hết trơn, mắc tiêu tiền. Cái này là do mình chưa hiểu. Quý vị phải nhớ rằng nha, trong nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng lấy tiền người ta, cũng như bây giờ người ta lấy tiền mình như vậy đó. Bây giờ mình đi về chùa đông như vậy đi, mình ngồi trong nhà vệ sinh mà ta gõ cửa, mà ta làm cái kiểu cách mà cho mình bực bội thôi, thì quý vị biết rằng đó là cũng là cái nhân mình đã từng tạo rồi đó, chứ nó không phải bỗng không đâu. Bây giờ đang ngồi nhà trong nhà vệ sinh như vậy mà họ đứng ngoài họ gõ cái cửa ầm, họ gõ kêu ra đi, ra liền đi, ngồi gì mà lâu dữ trong đó à. Gặp những người nó cũng kỳ cục vậy, nó nghe trời, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Thì mình ở bên trong mình tức tối cho trời, tôi mở cửa ra cho tôi tán vô mặt chết luôn. Ngồi trong đây thì đi vệ sinh chứ làm gì, không lấy vô đây ngồi hóng gió. Tức trong là lẩm nhẩm bên trong là mình thất bại nữa, thấy chưa. Nên mình nghe, mình đã gặp quan gia nghe. Quan gia là ở đâu? Quan gia là con người chúng ta đang gặp nè. Nghiệp duyên là ở đâu? Nghiệp duyên là con người chúng ta đang gặp nè. Nên Phật mới nói rằng là quan gia đối đầu, nghiệp duyên không thuận mà phải gặp nhau trong cõi đời này, đúng không? Nghiệp duyên không thuận mà phải gặp nhau trong cõi đời này. Như vậy thì Phật dạy mình là phải hóa giải cái nghịch này trong cuộc đời này. Nếu không hóa giải cái nghịch này trong cuộc đời này thì nó gặp quả báo còn đáng sợ hơn nhiều. Giống như một cái câu chuyện trong thời Đức Phật còn tại thế. Quý vị biết rằng đó, có một cái bà này, bà mở ra một cái nhà trọ, bà cho người ta ở trọ thôi. Vậy mà có ba người thương nhân đến để mà ở. Ở xong rồi ba người thương nhân này không trả tiền mà bỏ đi. Bà già này bà đuổi theo, bà lấy tiền. Thì ba người thương nhân kia thấy rằng bà già này bà già rồi, bà không làm được gì mình đâu, không trả tiền mà còn chửi bà. Thì bà già bà mang một cái tâm oán hận, bà tức tối, bà phát lên một lời nguyện rằng: bây giờ đời này tao già, tao không làm được gì tụi bay, nhưng tao phát nguyện đời sau, dù tao làm loài gì, tao cũng nhất định phải giết ba thằng bay. Rồi bà phát một lời nguyện như vậy đó quý vị. Vậy mà cái tâm của bà nó oán hận cực điểm như vậy. Cái tâm của bà như vậy quý vị, đời sau bà đọa làm loài súc sanh. Còn ba người kia người ta chỉ không trả tiền chứ tao không có giết người. Người ta không giết người nên đời sau ta tiếp tục làm thằng người nữa. Còn bà này bà làm súc sanh mà bà làm con bò. Bà làm con bò. Như vậy mà quý vị biết rằng đời sau là con bò này đó, thật sự là nó giết ba người đó luôn quý vị. Thì người ta mới đến thỉnh cùng Đức Phật là tại sao sự cố mà con bò mà nó giết ba người như vậy. Thì Đức Phật mới kể ra cái việc mà cái bà này bà phát một lời nguyền như vậy thôi. Vậy mà đời sau bà làm con bò mà bà giết ba người đó quý vị. Thì nghiệp nhân quả nó cứ quay hoài theo cái tâm oán hận của mình. Nên mình á, là vợ chồng hay là sanh con mà vợ chồng không thuận, con nó ngỗ nghịch đối với mình trong khi mình thương mình lo. Nhưng quý vị phải nhớ rằng đó toàn là do mình đã từng gieo nhân mà bây giờ chịu quả. Nếu như hiểu được nguyên lý này nghe, thì mình đã nghe đạo rồi, thì bây giờ mình phải gieo cái nhân thiện lại liền. Gieo cái nhân từ tâm của mình. Con của mình nó cự với mình cái mình A Di Đà Phật. Tập nghe, phải tập nghe để gieo cái nhân lại nghe. Còn chồng mình á, mình làm cực muốn chết luôn mà, mình đi về là ổng nhậu nhẹt, ổng chửi mình. Ổng chửi mình lúc trước mình chửi lại đúng không? Bây giờ mình biết tu rồi, ổng chửi mình A Di Đà Phật. Làm được như vậy thì nợ trả rất là mau. Nợ trả rất là mau. Còn nếu như nợ này mà không trả thì gặp ở đâu? Tam đồ ác đạo, nghịch cảnh hoài luôn. Nên bây giờ mình nghe đạo rồi thì cần phải hóa giải.
hóa giải với tất cả những chúng sanh mà họ đến đòi nợ mình. Nhớ nghe, hóa giải với tất cả chúng sanh mà họ đến đòi nợ mình. Thí dụ như hôm nay quý vị đi về chùa cầm điện thoại bự 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 rồi đó, quay phim rồi ha, rồi bắt đầu là sạc đúng không, đi lên đây tu xong ở dưới không biết ai vớt cái điện thoại mất tiêu. Thì quý vị biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng lấy điện thoại người ta. Nhưng mà cái người mà đi lấy điện thoại người ta mà nghe công đoạn này, mà bây giờ mà đi ăn cắp điện thoại người ta thì quan gia không giải mà kết hoại. Bây giờ có nhiều người bây giờ ngày lễ đi, người ta đi đến chùa mà người ta lại có một cái tâm dụng ý, người ta đi kiếm tiền, người ta kiếm tiền đó người ta đem về người ta nuôi vợ con của người ta. Thì quý vị biết cái đồng tiền mà ăn trộm ăn cắp của người ta mà làm một Phật tử trong chùa tu mà đem về nuôi vợ con mình, thì quý vị biết con vợ mình mà nó ăn đồng tiền này thì quý vị nghĩ sao? Toàn là ăn đồng tiền này là một đồng tiền kinh khủng lắm. Mà đồng tiền này gọi là ăn cắp của Tam Bảo. Mà quý vị phải nhớ rằng ăn cắp của Tam Bảo tội còn nặng hơn tội ngũ nghịch trọng tội. Rồi, cái tội mà giết cha giết mẹ nè, rồi phá hoại tăng đoàn, làm thánh Phật ra máu, có nghĩa là trong năm cái tội ngũ nghịch như vậy mà cái tội ăn cắp của Tam Bảo còn nặng hơn, nặng hơn cái tội mà tạo ngũ nghịch nữa. Tại vì sao? Vì quý vị coi, nếu như ăn cắp của Tam Bảo, ăn cắp của người đi tu là ăn cắp của Tam Bảo, mà ăn cắp của Tam Bảo, mà Tam Bảo là gì? Tam Bảo là của thập phương bá tính, là của mười phương khắp pháp giới. Như vậy thì quý vị ăn cắp của Tam Bảo, quý vị phải trả nợ cho mười phương chúng sanh. Kinh khủng chưa? Thí dụ như bây giờ cái người này, người ta làm quan, người ta ăn hối lộ đi, người ta ăn hối lộ ông quan này, là thí dụ như ông quan huyện, ông ăn hối lộ thì ăn hối lộ của một huyện, ông trả nợ cho một huyện. Còn nếu như cái ông này là xã thì ông thiếu của cái xã này thì ông trả cho cái xã này. Còn nếu như cái ông tỉnh thì ông trả cho cái tỉnh. Còn nếu như ông nước thì trả cho cả nước. Thì quý vị coi thiếu bao nhiêu trả bao nhiêu. Nhưng mà thiếu thờ nợ Tam Bảo, ăn cắp Tam Bảo là dữ nhất. Trong tất cả cái ăn cắp là ăn cắp của Tam Bảo là dữ nhất. Nên chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi thì không bao giờ dám trộm cắp của ai. Vì sao? Vì lấy của người ta thì phải trả của cho người ta. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu tình thì trả tình, thiếu mạng thì trả mạng. Đến thế gian này để mà trả nợ hoặc là đòi nợ. Nhớ nghe quý vị. Nghe Phật pháp rồi thì chúng ta không dám ăn cắp của ai hết. Nó thiệt luôn. Dù rớt trước mặt không dám lấy nữa. Vì lấy của người ta là mình phải thiếu nợ phải trả. Đó. Thí dụ như bây giờ ngồi đông gì mà trong đây có một anh ăn trộm hay một chị ăn trộm đi, mà nghe gì cái rồi thì tự suy nghĩ lại, suy nghĩ lại cái chuyện làm đó của mình. Dám làm thì sợ thì gan cùng mình luôn. Nhưng mà con cháu nó không có được cái lợi ích gì hết quý vị ơi. Đã là ông bà cha mẹ đã tạo cái nhân không đúng rồi thì con cháu thảm thương lắm, không có được cái gì đâu. Dù mình nghèo cỡ nào nghèo, nhưng nghèo cho sạch đất cho thơm. Thà chúng ta đi làm ăn đi móc bọc cũng được, mà cũng chính đôi tay mình làm để mình kiếm tiền, mình lo cho con cái mình, nó vẫn là ngước mặt nhìn đời được. Nếu như mình ăn ăn cắp ăn trộm của người ta đem về nuôi con cái, không nên làm việc này đâu. Việc nào làm này là việc làm gọi là tiêu cực nhất của cuộc đời của người ta, thấy không? Nên mình nghe như vậy rồi thì quý vị biết, dù mình đi đến chỗ đông người lỡ mình mắc của, mình cũng không có bực bội khó chịu gì. Nhưng cũng đừng bao giờ đem cái điều đó đi rải nhiều người nghe. Tại vì nhiều người không hiểu, người ta sẽ không đi đến chùa. Mình đoạn duyên người ta. Nên quý vị biết, những đức thường nhắc cái đại chúng trong chùa mình á, người ta đi đến chùa người ta tu á, lo cho người ta nhiệt tình, gương mặt tươi vui, cứ lo nhiệt tình đi, chứ đừng có làm chạm tự ái của người ta, bực bội cái gì một cái về cái đầu là người ta nói sùm. Thật sự mà nói, con người mình cái gì mà đi đến đâu mà đặc biệt cái về cũng đồn nhanh dữ lắm. Mà cái gì mà không vừa lòng không vừa ý rồi thôi cũng đồn nhanh vô cùng luôn, nhất là mấy bà. Nên mấy bà mà đi truyền đạo là cũng ngon lắm. Tại vì mấy bà nói chuyện này chuyện kia dễ, quý vị biết không? Nên phái nữ mà mấy bà mà đi truyền đạo, mấy bà dễ truyền hơn đàn ông. Tại vì sao? Không, bà ngồi đâu bà cũng nói chuyện được á. Bà nói một chút bà đem vào khóa bà giới thiệu liền, đúng không? Còn nếu mà gặp mấy cái bà nhiều chuyện thì cũng ác đạn luôn. Mấy bà nói tàn lan đại hải, nói tứ tung lan tan,
Nên có những bà mà ví dụ như đi đến chùa mới bả nhiều chuyện nhiều điều mà không lo tu giải thoát á, bả đi đến bắt đầu bả nhìn ông thầy này, bả nhìn bà sư cô kia, xong có đi đến nơi khác bả nói nhìn ông thầy này, nhìn bà sư cô kia, bả ngồi xuống cái bàn thầy này sư cô nọ, đúng không? Còn nếu như mà người biết niệm Phật, đi về chùa này 3-4 ngày, một tuần lễ ở đây, buông xuống vạn duyên, không cần lo nghĩ gì, chỉ cần nghe pháp niệm Phật, sống tự tại, tới giờ ăn cơm xong về nghỉ, nghỉ ngơi xong niệm Phật, sống như vậy quý vị biết, một chuyến đi quý vị thôi, nó lợi ích vô cùng, lợi ích quá lớn, nhớ, đó. Nên ngồi trong đây có nhiều phái đoàn như Phú Yên đồ nè, xa xa ta đến đây. Hôm qua đi đến cả 100 người ở Phú Yên đồ quê thầy Nhân An. Ở xa vậy mà tôi đi vô cho tới trong đây. Nên từ nơi đó mà cái chuyến đi làm sao cho xứng đáng. Mà khi quý vị đi như vậy đâu phải là cái chuyện giỡn chơi, chỉ có người sống đi không đâu. Mà còn bao nhiêu con người mắt người ta đang đi theo quý vị nó chứ không có giỡn đâu. Nên một chuyến xe như vậy đó, có nhiều hương linh đã đi theo đông lắm á. Ví dụ như nhiều cô đây mang cái nghiệp phá thai đi. Rồi đây là một cái đạo tràng mà có thể cầu siêu cho những thai nhi nè. Quý vị biết rằng cái cảnh giới mà thai nhi mà chết chưa siêu thảm lắm quý vị à. Nên nhiều người mang nghiệp phá thai á, gia đạo nó thật sự dù nó có thịnh vượng trước mắt đó nhưng mà nó không ổn đâu. Nhưng Đức nói với quý vị nghe, nó không có ổn đâu. Nên cần phải ăn chay niệm Phật và biết tu niệm Phật thường xuyên. Nên nó nghe câu Phật hiệu, nó nghe pháp viết, nó mới quá giải được cái tâm. Nên những Đức thường khuyên rằng những thai nhi mà về chùa mình á, các con mà thấy chùa mà được gì nó mát mẻ thích ở đây, ngày nào ta cũng cúng đi thực cho dùng, ngày nào cũng được cúng đi thực hết chứ. Còn đi theo cha theo mẹ đòi nợ có được gì đâu. Đó. Ở đây có nhiều người nữ á, cũng mang nghiệp phá thai nhiều lắm chứ không phải diễn giỡn đâu. Rồi mình đi về đây củ quyền thất tổ ông bà mình chưa siêu thoát nhiều lắm đó. Có những người thì đang đọa lạc trầm luân, nhưng có những người làm cô hồn đang ở nhà mình á. Nên khi mình đi về đây là người ta đang đi theo đây nè. Quý vị nhớ nè nghe, cái duyên của người sống mà người ta theo đó, quý vị đi đâu người ta theo đó. Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là mỗi người chúng ta đến thế gian này, nghiệp quan gia đi theo mình cả đoạn đường. Mỗi một người mình đi về cả đoạn đường mà gọi là cái quan gia đang đi theo mình đây nè. Vì mình đi vô chùa họ cũng theo vô chùa. Tại sao mà có những cô từng nào cũng đi vô chùa mấy cô vui? Tại sao mấy cô biết không? Tại vì hương linh, quan gia vui. Khi họ vui mình vui. Khi họ mà không vui là nó châm chích mình đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe trời. Vô hình chung nó làm mình nhức đầu, nó làm mình nặng vai, nặng người, làm khó chịu cơ thể. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Bây giờ quý vị nghĩ đi, những Đức tổ chức cái chương trình á, mà lại Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy, bao nhiêu con người về lại, những Đức động viên người ta về tu, những Đức động viên người ta về tu, chẳng dí Quan Âm nào những Đức cũng bị bệnh, quý vị thấy chưa? Bây giờ quý vị coi làm việc thiện thì cũng có cái việc bất thiện nó đang gìn gặp mình chứ. Bây giờ mỗi con người đều có nghiệp, bây giờ mình muốn đi tu là mình muốn thoát. Mà họ thì chưa quá giải được cái tâm, họ muốn chụp quý vị lại. Mà bây giờ có ông thầy muốn kêu họ giải thoát đi, thì bắt đầu họ tìm đến đây. Mà cái lực lượng nó quá đông nó tìm đến. Tìm đến thì mình cũng phải bị ảnh hưởng chút. Nhưng tâm lực nó mạnh thì nó vượt qua, còn tâm lượng yếu thì nó nằm luôn. Nên quý vị coi cái lần 19 tháng 2 Nhân Đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm, bữa đầu tiên Nhân Đức lại 500 danh hiệu xong, cái đầu gói Nhân Đức nó phù lên. Trong khi những Đức là người lễ Phật quen chứ đâu phải là không lễ Phật đâu. Vì mà lễ Phật mà cái đầu gói nó bị phù lên, nó lột da. Ngày thứ hai những Đức mà lễ xuống cái xèo. Lễ xuống cái xèo. Lễ xong á, nguyên một cái chỗ những Đức lễ máu không. Ban đầu thì chảy nước vàng, lễ chút ra máu không. Máu không. Lần thứ ba lễ tới cuối cùng xong thì nó không còn máu nữa. Tại vì sao vậy? Hết máu. Coi ồ lễ 1500 danh hiệu mà bữa đầu tiên thôi, những Đức nói tà kỳ với trẻ. Trong khi cái đầu gói mình là ngày nào cũng lễ Phật, không bị gì. Vậy mà ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm dứt ngày đầu thôi, trước nhất là phòng đầu gói chảy nước giải, nước vàng. Thì coi đó, thấy kinh khủng chưa? Vậy mà gắng cố gắng trời ơi, mà mình lễ Phật quen mà cái bữa lễ đầu tiên xong là hai cái đùi như thế cứ ngắt mà nó đau kinh khủng luôn. Nó sao kỳ cục cái chợ, lạ với chi mình không lễ Phật sao? Thì coi phải không? Rồi sao lần nào lễ Bồ Tát Quán Thế Âm những Đức cũng bị bệnh hết chứ? Thì quý vị coi ngủ người ta tu đông quá thì người ta cũng thấy cái ông này ông dẫn người ta tu đông quá vì ông muốn kênh với tôi chúng tôi phải không? Nên những người mà đi hộ niệm nó phải có tâm huyết kỹ lắm. Mình vô mình hộ niệm cho người ta, mình dẫn dắt người ta, mình kêu người ta giải thoát đi. Trong khi người này không tu bao nhiêu chứ nghiệp quan gia đang bu đầy xung quanh nó chờ.
để nó dẫn đi. Mình lỡ mình kêu thôi, ông niệm Phật để cầu giải thoát, nương bổn nguyện Di Đà để cầu giải thoát đi, nghe niệm Phật theo con nghe, niệm Phật theo tôi nghe. Mình kêu người ta vậy thì quan gia nó chừng mắt nó nhìn mình. Bây giờ quý vị coi sao thế gian mình cũng hiểu nữa nè. Bây giờ ai mà hai người nghịch nhau, quý vị chạy vô quý vị binh một người nào thì phải bên đó nó ghét mình không? Nó ghét mình rõ ràng luôn. Mình phải đến mình nói chuyện làm sao cho nó đàng hoàng hai bên. Chứ mình mà nghiêng qua một bên là bên kia nó hẳn quý vị đó, nó kiếm chuyện mình đó. Vậy thì bây giờ dương gian âm phủ đồng một lý, người sống người chết cùng một lý. Từ nơi đó quý vị là quý vị giúp họ thì nhất định họ tìm quý vị. Nên khi những đức giảng pháp, những đức cũng nói rõ ràng ra cho người ta nghe. Tôi không phải nghiêng về ai mà tôi khuyên thôi. Nó cho người ta mỗi người tu đi. Thí dụ như bây giờ người ta không có tiền lấy gì trả nợ, người ta không có phước thấy gì lấy gì hồi hướng cho quý vị đây. Nên rủ người ta về đây tu, những người này lễ Phật lễ Bồ Tát xong thì họ có phước, họ có phước xong họ mới hồi hướng cho quý vị. Từ nơi đó mà đi cản trở là có tội, cản trở mà có tội. Thì quý vị coi một người mà nghiệp quan gia cả đoạn đường, vậy thì cái lượng người đông như vậy quý vị biết bao nhiêu con người chưa. Mà trong quan gia trái chủ đó có những người thì quan hỷ, nhưng có những người nó kênh dữ lắm, có những người nó dữ dằn lắm, đâu phải đơn giản đâu. Bây giờ quý vị coi ngồi tu trong đây đông gì ngồi gì, nhưng mà cũng có những người dữ lắm chứ đâu phải ai cũng hiền hết đâu, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này, hiểu rồi đó thì mình biết tu, mình đi đến chùa chỗ đông người mình không có thất vọng, mình không có buồn gì chân á. Tại vì sao? Vì mình hiểu rồi. Tại người người thì có người này người kia, như những đức thường nói á, hiểu Phật pháp nhiều, tin nhân quả nhiều thì hiền nhiều. Còn nếu như tin nhân quả ít thì hiền ít, còn không tin nhân quả thì dữ luôn, hung dữ luôn vậy đó. Không tin nhân quả thì đụng đồ của ai đớt rồi lấy. Rồi không tin nhân quả gì hết, đi về chùa chưa nghe đạo chưa hiểu thì bắt đầu ngồi tụm ba tụm bảy nói tầm bậy, nói lảm nhảm nói khờ vậy đó. Hoặc là kêu mẹ này mẹ kia, con này con nọ tùm lum cũng có nữa đó. Quý vị biết rằng rồi, nhất là những ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà đông người gì nè, đông người gì về thì bao nhiêu cái dạng người người ta về đây. Mà bao nhiêu cái dạng người về đây thì quý vị biết rằng cái từ trường của chùa mình nó gầy dựng bao nhiêu lâu, mà những ngày lễ bị biết ảnh hưởng cỡ nào chưa. Nên những đức thường khuyên đại chúng trong chùa mình là phải chịu hy sinh đó. Tại vì sao? Vì cái lượng người mà quá đông người ta về là làm cho cái từ trường chùa mình bị ảnh hưởng lớn dữ lắm đó quý vị. Nó nuôi cái từ trường chùa cả nửa năm, một năm. Là cái lượng người mà cực kỳ đông mà nhiều người ta không tu á, người ta về là người ta nghiêu ngao, ta nói này nói kia tùm lum tùm la, làm từ trường bị ảnh hưởng. Cái từ trường ảnh hưởng quý vị à. Nên tại sao mà nhiều người ta tổ chức chương trình lễ á, hay là tổ chức chương trình người tu á, mà người ta không dụng công tu là khi tổ chức xong rồi đó là cái thường trụ đi nhiều lắm. Thường trụ bị đi nhiều lắm quý vị. Làm xong phiền não lắm, chịu không nổi. Rồi tự nhiên cái nghiệp quan gia nó khiến mình nghĩ cái gì nè. Đi vô chùa là tu chứ không phải đi vô đây bắt làm đâu. Mà làm cực muốn chết luôn, không có được cái gì an lạc vui chứ. Người ta về chùa nằm nghiêng nằm ngã thoải mái, còn đây lo muốn chết luôn, cực còn hơn cái gì nữa. Mệt quá rồi họ đi về nghỉ tu. Trời ơi, cái nghiệp quan gia nó khiến cho người thường trụ nghĩ vậy đó. Rồi bắt đầu đi về hết trơn à. Những đức trước mấy ngày luôn, trời ơi mệt cỡ nào mệt. Chiều nào tối nào cũng ngồi nói chuyện, chọc cho cừ, rồi cho ăn, rồi nói chuyện vui, lý lẽ từng chút cho mấy bả nghe, để cho mấy bả phục vụ chúng sanh, cho mấy bả vui. Rồi tối cũng qua bên kia, rồi tổ chức sinh hoạt, làm đủ chuyện, rồi nhắc nhở nỉ non, nói người ta về mở tâm lượng ra phục vụ người ta. Quý vị biết nếu mà không tâm lý như vậy mà tới giờ làm đi, bỏ đại cho làm đi, rồi quý vị coi, bị coi nó quýnh lộn ở dưới cho mà thấy. Nó cực quá, cả ngày lẫn đêm nó cực quá, cực quá quý vị. Rồi chăm chích nhau tức tối bực bội. Nên nó ngồi nói nỉ non, nói từng chút, có khi họp hai ba bên xong mà còn phải đi về 8-9 giờ còn phải qua ngồi, ngồi cho ăn kem, cho uống sữa. Thì coi đó, có nghĩa là phải nhiệt tình. Ý như tôi muốn nói câu này cho quý vị nghe là cho những người chủ trì chùa cũng nên nghe, nuôi cái chúng của mình nên thương người ta. Người ta vô chùa người ta là sơ học thôi, mà người ta làm nhiều quá làm sao người ta giữ được đạo tâm người ta đây. Mình phải lý luận cho người ta nghe, người ta hiểu được cái nguyên lý là phục vụ chúng sanh lợi ích làm sao. Mà trước nhất phải cho người ta lợi ích xác thực thì người ta mới chấp nhận. Còn mình nói cái lợi ích vô hình chung không à, người ta không thấy gì chứ á. Nên bây giờ những đức phải làm sao phục vụ, lo cho người ta nhiệt tình, để cho người ta lo cho người khác nhiệt tình. Nên chúng trong chùa mình dù lễ lọc xong nhưng mà chúng chùa mình không bị ảnh hưởng nhiều.
Vừa tổ chức lễ xong nghe, là bắt đầu là những đức nghe, là những đức tổ chức sinh hoạt liền vậy đó. Vừa xong làm cực xong là tổ chức sinh hoạt, rồi bắt đầu những đức ngồi, những đức nói chuyện, những đức tổ. Mà lần nào mà lễ xong thôi, những đức nó nhẹ giống như những đức mà phóng cái bay tới chợ. Quý vị biết rằng là nhất là những ngày này là những đức vẫn còn cái tâm trạng. Tại vì sao? Vì ba ngày nó không đơn giản. Nên khi mà những đức mà lễ ngày 19 mà xong rồi đó nghe, quý vị biết rằng những đức phóng cái nhảy tới chợ. Nó nhẹ đến mức như vậy đó. Quý vị biết cái cảm giác này chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà xong lễ rồi cái là những đức tổ chức sinh hoạt cho đại chúng. Rồi mấy chú nam đồ những đức cho đi tắm biển. Tại vì sao? Để cho họ thấy cái công cái quả của họ rõ ràng, của thế gian, để cho họ tiến tới xuất thế gian. Còn quý vị biết rằng nếu như mà những đức tổ chức xong mà những đức đi chơi mình những đức á, là chúng chùa này tiêu hết nè. Bản thân mình đã hiểu rồi thì thôi, dù mình có như thế nào mình cũng chịu được hết chứ. Nhưng mà quan trọng là cái hội chúng này phải giữ được thì mới làm được cái chuyện lớn trong cuộc đời này. Nên quý vị biết rằng là vía Quan Âm xong rồi cho mấy chú nam, mấy ổng đi tắm biển một cái. Buổi chiều có được gì đâu thì đây, chạy xe xuống dưới biển, rồi anh em được ầm ầm biển. Hiểu không? Vậy xong rồi lên ghé cái quán nào ăn miếng cơm, rồi xong đi về vậy đó. Mà về một cái là bữa sau cười muốn hí hí à. À vui lắm, ngộ vậy đó. Nó nên tu nó đối vị biết phải tâm lý nha. Sống trong cuộc đời này phải tâm lý. Mình á là người xuất gia hay cư sĩ gì, làm vợ làm chồng gì, khi nghe Phật pháp là phải tâm lý. Quý vị biết nghe Đức Phật Di Đà ngày tâm lý vô cùng. Những đức nói khi càng niệm Phật rồi mới thấy đúng ra Đức Phật A Di Đà đúng là ngài là ngài, ngài là một vị mua đen số 1. Nó thiệt. Phật A Di Đà là đúng là tâm lý mua đen số 1 luôn. Quý vị coi nè, ngài biết người nữ khổ. Người nữ là rất là thích được ưu ái à, tâm lý người nữ thích được ưu ái lắm quý vị. Đây là những đức gần người nữ nhiều quá trời mà. Ở đây là quá trời mấy cô mình những đức gần gũi. Những đức biết họ là ưa buồn nè, ưa cô đơn nè, rồi lúc buồn lúc vui như mưa nắng thất thường nè. Trời ơi khổ lắm quý vị ơi. Đi tu rồi chứ cũng khổ lắm. Thì biết mưa nắng thất thường rồi đố kỵ nè, thấy thương người này cười với người này nhiều thì cũng không vừa lòng nè. Đó đó đó, đố kỵ, cái tính người nữ là như vậy. Thì quý vị phải biết làm sao để mà đối đáp với họ, làm sao mà cho nó tương đối chung chung, để cho họ được sống trong chùa. Đây là một cái lý luận sống vô cùng sâu sắc. Nên mấy ông mà nghe được những công đoạn này rồi phải biết đối đãi với người phụ nữ làm sao, đối đãi với người vợ làm sao, để cho gia đình được im ấm. Mấy ông biết nghe, người phụ nữ mà họ vui thì nhà yên. Người phụ nữ mà buồn thì nhà tan nát. Người phụ nữ cầm gia đình hơn phân nửa. Ấn Tổ ngày nói người phụ nữ cầm đất nước hơn phân nửa. Nếu như người phụ nữ được giáo dục, được vui vẻ, được sống đạo đức thì nhất định sẽ đào tạo ra nhân tài cho đất nước. Còn nếu như người phụ nữ mà bực bội, khó chịu, tính tình hẹp hòi mà không được giáo dục thì người phụ nữ này không bao giờ sanh ra một đứa con nào là nhân tài cho đất nước hết. Nên người phụ nữ cực kỳ là một vai trò quan trọng cho một gia đình và cho đất nước. Quý vị coi, vợ mình mà gương mặt vui đi, tâm trạng thoải mái đi, thì quý vị đi làm mệt gì vừa gặp vợ cái là khỏe liền. Thật sự luôn đó. Còn nếu như mà vợ mình tính tình hẹp hòi, buồn rầu, nặng nề, nó lo âu, mình mà đi làm gì mình vừa gặp vợ mình cái mình xách gói mình đi tiếp tục nữa. Mà có khi còn bực bội mà còn chửi nữa, tao đi đâu cho tao thấy cũng thoải mái, mà tao về nhà này cái là tao thấy nặng nề. Mà nặng nề là từ đâu ra? Người phụ nữ. Có giỡn đâu. Đây nè, trong chùa nè, người nữ đông nè, quý vị biết á. Nên sáng nào ăn cơm xong những đứa cũng phải nói chuyện cho cười. Mà đến nỗi mà những đứa dạy mà sáng mà ngủ thức dậy mà phải đứng nhìn vô gương cười 10 cái, quý vị biết rồi đó. Chỉ cần họ vui cười được là nhà này vui à. Bây giờ mấy cô mà nó thoải mái, nó phục vụ, nó vui vẻ vô cùng, quý vị thấy không? Tại vì sao? Người ta được lót cái nền móng vui vẻ, bình an, quý vị. Nên những đức mong tất cả các ông nên làm sao cho gia đình được bình yên dù là nghèo. Đừng có đặt vấn đề quá gì giàu sáng. Chỉ cần mình biết cách làm sao cho người ta được bình an là gia đình này sẽ bình an à. Mà thật sự mà nói nghe, mình mà giúp cho người phụ nữ vui rồi mình ăn cơm ngon. Những đức nói thiệt, cái người phụ nữ mà họ vui họ nấu cơm ngon dữ lắm.
mà họ tính làm sao họ nấu đồ ăn cho mình ngon để cho mình ăn luôn. Còn họ mà không vui thì kể như quý vị ăn muối tiêu cho mà biết. Cái này là không, bây giờ quý vị tự nghe câu như Đức nói rồi xem lại là biết liền. Cái tâm trạng đó quan trọng lắm. Nên từ nơi đó mà Phật pháp á, là nó có một góc độ cực kỳ sâu để mà giúp cho chúng ta cởi mở. Nên Đức Phật A Di Đà, thấy không, ngài biết người phụ nữ cần được ưu ái, cần được thương yêu, nên trong 48 lời nguyện là ngài phát một lời nguyện cho người nữ. Thấy chưa, có một lời nguyện cho người nữ đó, nguyện hai mươi mấy đó, rõ ràng. Nên tất cả những người nữ chỉ cần nghe danh hiệu ngài mà tin mà niệm thì Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng những người nữ này chắc chắn vãng sanh. Khi về thế giới cực lạc là họ là được cái thân tướng trượng phu, không còn mang thân nữ khổ nữa. Thấy chưa, Phật A Di Đà ưu ái cho phái nữ, rõ ràng không? Đó, đó là một cái nguyện rõ ràng xác thực dành cho người nữ luôn. Nên trong đây nữ nhiều như vậy, quý vị phải nghiêng qua nữ một chút chứ. Vì nhìn xuống đi, mấy ông nam nhìn cái phía sau mấy ông biết liền à. Mấy ông rung đùi mới sợ. Cái gì đâu, quý vị coi nguyên một cái chánh điện đông gì mà quý vị coi có hai hàng nam leo que. Cái này gọi là âm thịnh mà dương si nè. Thì coi à, hiểu không? Nên mấy ông nhìn biết sao biết liền. Nên mấy ông đừng có trách sao mà ông Tài Duy Đức để ông giảng nói về nữ nhiều quá mà ông thấy nói về nam, thì mấy ông cứ nhìn xuống đi. Mấy ông coi mấy bà nhìn lên kìa. Mấy ông nói mà đụng chạm một cái thôi mấy bà mỗi người cặp mắt mấy bà té ghế luôn, chứ đừng nói chuyện dẫn chơn hết trời. Mỗi bà mà nhìn một kênh một cái là té ghế á, không ngồi nổi đâu. Nên mình phải làm sao ưu ái họ. Họ dưới mà họ cười là mình giả ngon đó nghe. Nên mấy ông thông cảm. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái niềm vui quan trọng lắm. Nên có một đoạn tổ sư dạy nè: tâm vui vẻ hiệu quả trị liệu lớn, tâm hoan hỷ biết ơn dinh dưỡng cao. Hiểu không? Cái tâm vui vẻ là có một khả năng trị liệu về bệnh tình. Mà cái tâm vui vẻ nó trị liệu cái tâm buồn phiền. Quý vị biết rằng con người chúng ta mà buồn chết thì cái như là trước mặt chúng ta là một màn đêm u tối 100% luôn. Bây giờ quý vị cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, mình chỉ cần buồn chết tới ai là khổ mình nè. Khổ nặng nhất là mình, nên tất cả các bà đừng bao giờ buồn chết người khác để trong tâm. Nhất là phái nữ mà thường buồn người ta để trong tâm là mau giả đạn luôn. Bây giờ những Đức nói người phụ nữ không có người nào mà không muốn mình đẹp hết. Nhưng một cách trang điểm đẹp nhất cho thân tâm chỉ có một cách, đó là gì? Không buồn dặn người để trong tâm mà thường nhớ A-di-đà Phật. Là tự nhiên đẹp liền. Nên từ nơi đó mà tâm vui vẻ hiệu quả trị liệu lớn. Chỉ cần mang một cái tâm vui vẻ thường xuyên mà muốn được như vậy thì phải niệm Phật. Thường niệm Phật đi rồi sẽ thấy nó vui à. Quý vị thấy những Đức mà lên nói chuyện nó hừng hực, thấy chưa? Lên nói chuyện là hừng hực vậy đó. Vì sao? Vì cái năng lượng nó quá đầy đủ à. Nếu như mà những Đức không có năng lượng thì nói chuyện không nổi đâu. Từ nơi đó là tích tụ được nguồn năng lượng cao nhất là gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật tâm vui vẻ hiệu quả trị liệu lớn, tâm hoan hỷ biết ơn dinh dưỡng cao. Quý vị thấy không? Tâm hoan hỷ biết ơn dinh dưỡng cao. Nếu như bây giờ mình xuống mình ăn cơm, mình bưng một hộp cơm khô đi, một hộp cơm không được ngon đi, miếng đồ ăn mà bị kho mặn lạc đi, mà mình biết ơn cái người nấu cơm này. Vì đâu phải một hộp cơm đơn giản như nhà mình là một cái nồi nhỏ, mà là người ta nấu cơm quá nhiều với cái lượng người này, thì nhất định nấu có khi cũng có sơ sót quá nhiều rồi. Như cái ngày mà khiếm thị chùa mình nấu một tấn gạo, ngày khiếm thị đúng một buổi sáng là 3.500 người chùa mình nấu một tấn gạo. Như vậy mà 5 cô đứng nấu một tấn gạo. Vì nghĩ đi, trời ơi, cái tâm này mà nếu mà không được bồi dưỡng ai làm nổi hả quý vị? Đứng ngay cái lò lửa đốt, tối ngày đốt rồi nấu ra một tấn gạo để mà cho 3.500 người ăn cơm đúng một buổi sáng. Còn bây giờ chùa chúng ta là 3 ngày, một ngày ăn cơm mấy buổi? Buổi tính ra 4 lần luôn. Quý vị coi nè, sáng sớm nè, giờ này buổi trưa nè, chiều nè, tối. Một ngày 4
lần ăn. Mà một lần ăn trong đây có thể trưa nay là tính cái dạng ngàn lên, chiều là mấy ngàn, ngày mai là mấy ngàn ở trong chùa. Vậy thì quý vị biết suốt 3 ngày thì nấu bao nhiêu tấn gạo. Chỉ con người này đứng nấu bao nhiêu tấn gạo này quý vị coi. Rồi đồ ăn nấu ra đứng ngay cái lò lửa cháy ầm 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 ầm, mà nấu xuyên suốt nấu như vậy. Vừa nấu xong buổi này là chuẩn bị buổi kia, vừa nấu xong buổi này là chuẩn bị buổi kia. Mà nấu đến mà nổi mà quần áo mấy cô cháy tùm lum tùm la. Quý vị biết rằng những đứa đứng những đứa coi mấy cô nấu ăn á, áo của nó đó giặt áo cháy nè, quần cháy nè. Có bữa đó mà con nhỏ nó nấu mà nó cháy ngay bắp đùi luôn. Những đứa nói nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Trời nó cháy lỗ, tại vì than nóng quá. Lửa củi nó cháy ầm ầm nó rồi khói nó tạt qua tạt lại nó cháy quần cháy áo. Rồi thêm cái nữa là dầu mỡ chiên phỏng tay phỏng chân. Thấy mà tay chân mấy nhỏ gái phỏng tùm lum tùm la tay chân. Vậy mà vẫn biết cười là biết cỡ nào chưa? Tại sao mà những đứa không thương được? Không thương là con người những đứa nó quá vô tình, nó thiệt luôn đó. Mình quá vô tình quý vị à. Bây giờ cái thành công của ngày hôm nay đâu phải một mình cá nhân những đức. Bây giờ hòa thượng xây chùa mình nuôi chúng đâu phải cá nhân những đức đâu. Mà tất cả anh em bây giờ giờ này bây giờ quý vị coi những đức sắp xếp ban bệ. Rửa nhà vệ sinh phải rửa cả ngày. Tất cả nhà vệ sinh phải rửa cả ngày. Vì sao? Vì người ta đi thường xuyên. Những đức kêu phải rửa cả ngày. Đứng đó mà rửa. Người ta đi xong bước ra bắt đầu dội nước rửa liền. Để cho cái nhà vệ sinh nó sạch chứ không thôi nhiều người đi nó hôi. Người ta về đây là nhiệt tình phục vụ như vậy. Còn ban bếp núc là phải làm gì? Còn ban dọn dẹp lau bàn bưng cơm là chạy lăn xăng chạy cả ngày. Thì coi, có nghĩa là ý như đứa muốn nói cho quý vị nghe là mang tâm cảm ơn khi một cái hộp cơm này mình ăn. Không phải một hộp cơm nhỏ này đơn giản, mà nó chứa chan bao nhiêu tình người trong đây. Nên những đứa mong rằng tất cả quý vị đi về chùa mình như về một gia đình vậy đó. Rồi một ngày nào biết đâu quý vị cũng là người về đây ở luôn thì sao? Chùa là tổ ấm ta về quý vị. Những đức nói thật sự quý vị, dù mình có giàu sang cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà có khi mình sống ở nhà, có những khi mình cảm giác hình như tình người nó hơi kém. Thật sự luôn á. Quý vị biết rằng nếu như ở đây mà tình người kém thì tại sao người ta về đông dữ vậy? Những đức muốn làm sao cuộc đời của mình phải làm cái gì đó trong cái cuộc đời này để mình ra đi. Nếu không nó uổng cuộc đời khi đến thế gian này quá. Uổng quá. Nên những đức bây giờ đưa lên một tư tưởng là tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Nên nhiều người người ta về đây như là về gia đình của mình vậy đó. Người ta về là được thương yêu, không có nói chuyện giàu nghèo gì cả. Chúng ta về đây miễn làm sao mà chúng ta vui là tốt rồi. Nên hàng Phật tử mà đi về chùa người ta đem trái cây bánh trái đến người ta cúng, những đức nói chia ra cho ăn hết đi. Cứ chia ra cho ăn hết. Nên những phái đoàn ở xa xa mà ở lại díu âm xong mình tổ chức sinh hoạt chùa, bởi vì thấy cái gia đình nó ấm áp, nó vui nó ấm áp làm sao á. Dù một miếng bánh một miếng nước không là bao, nhưng mà ngộ thai ngồi trong đó nó có một cái tình cảm gì của con người đến với con người mà quý vị cảm thấy bình an. Nó không có đặt vấn đề tiền bạc không nghe, ở đây là không bao giờ đặt vấn đề tiền bạc nghe. Những đức nói thiệt đó. Nên những đức nói với mấy cô cầm tiền, những đức nói cứ lo cho chúng đàng hoàng đi, rồi họ phục vụ cực vậy nấu ăn cho họ đàng hoàng đi, cho họ ăn đàng hoàng để họ phục vụ người ta đàng hoàng đó. Nên quý vị biết rằng cái tâm cảm ơn này quan trọng lắm. Khi bới một hộp cơm ăn thì bới dừa, mấy cô bới dừa hết lỡ bới thêm. Đừng có nhiều quá, ăn không hết vứt bỏ, uổng lắm. Thật sự mà nói, cái công nấu ăn của Tam Bảo, quý vị biết rằng những đứa uống nước nha, hứng một cái ly nước là vừa đủ uống, uống cho hết. Chưa bao giờ những đứa dám hứng ly nước nhiều. Bây giờ hổm có một cái cô kia cổ mua cho những đứa một cái hộp cái trái thù lù vậy đó. Chứ thì một cái hộp táo gì mà nó mắc tiền lắm. Cái hộp có chút xíu thôi mà tới 157 ngàn. Những đứa hỏi, ủa cái này là trái thù lù dưới quê những đứa nè, mà cái trái này sao nó lớn quá. Trái dưới quê những đứa thì nhỏ xíu mà trái này lớn dữ ta. Những đứa hỏi cô, cái hộp này cô mua nhiêu vậy cô? Cô nói rằng là cái hộp này mua tới 40 mấy ngàn. Những đứa nói trời, trái thù lù hồi xưa dưới quê mà nó mọc đầy ở trong đồng hết trơn mà không ăn, mà bây giờ có mấy trái mà tới mấy chục ngàn mắc dữ trời. Còn cái hộp này có mấy trái táo gì đâu mà tới 157 ngàn mắc gì. Nó quý vị biết rằng những đứa ăn một trái, những đứa nói ô cái trái này nó ngon nha. Những đứa nói
Nếu như bản thân những đức mà đi cầm tiền mà mua một hộp này ăn đó quý vị, vì tin rằng đó cả cuộc đời những đức sẽ không bao giờ mua dù chỉ một lần. Nhưng những đức dám mua cho chúng mình ăn 100 hộp, những đức dám mua đó, vì tin không? Nên những đức mong quý vị là người nghe đạo nhớ nha. Riêng bản thân mình là một con người sống nó đơn giản vô cùng, nhưng riêng người ta mình phải dành cho người ta, đừng như mình đơn giản. Nếu như quý vị là có một cái tâm như vậy mà đến với con người thì thôi quý vị là người học đạo tuyệt vời. Nhớ, bản thân mình thì vô cùng đơn giản, nhưng dành cho người ta thì phải phong phú. Hãy nhớ đó. Nên những đức nói rằng, thí dụ như mấy cháu nhỏ nó đi vô chùa, những đức nhớ ngày xưa những đứa còn nhỏ bị mắc mẹ sớm ấy, vì trời ơi, thấy mẹ người ta đi mua bánh cho người ta đi về, là những đứa đứng từ xa thấy vậy, mình loãng thoảng mình đi bộ, mình đi qua cầu khỉ mình đi về nhà, mà lúc nào đi ngang cầu khỉ cũng khóc nghe. Cái cảm giác mà khi mà thấy mẹ nó mua bánh cho ta ăn là mình tủi thân. Tự nhiên mình tủi thân là tự nhiên quý vị biết rằng là tự nhiên mình đi ngang cái cầu khỉ là mình rơi nước mắt. Mà cứ rơi nước mắt quý vị biết rằng những đứa còn nhỏ, những đứa có một cái tính, thật sự mà nói người ta cho mình đủ ăn mình rất là mừng. Nhưng mà nhiều đứa con nít mà mắc mẹ sớm sẽ có cảm giác là khi người ta cho mình đủ ăn là mình không muốn nhận. Mừng mà không muốn nhận là vì sao? Vì cảm giác rằng giống như người ta thương hại mình. Không biết những người mắc mẹ có cảm giác này hay không. Những đứa có cảm giác là bị như là giống người ta thương hại mình. Cảm giác như là mình tủi thân mình, hiểu không? Nên còn nhỏ như đứa biết mà, thì vị biết rằng còn nhỏ mà những đứa là người thích ăn chuối nhất từ nhỏ đến lớn luôn. Có nghĩa là trong tất cả loại trái cây đúng ăn chuối. Có nghĩa là không ngày nào những đứa không ăn cơm mà không ăn chuối cả. Lúc nào cũng ăn chuối cả, chỉ đúng ăn chuối thôi. Vì sao những đứa thích ăn chuối? Một là chuối ngọt, hai là chuối không có hột, ba là chuối không có xương. Thịt nhiều nên thích ăn. Thì biết rằng còn nhỏ nhà lâu lâu mua được nải chuối. Vậy mà vừa để lên bàn thờ mới thắp cây nhang là những đứa thèm quá, còn nhỏ nhỏ cứ ở phía sau thò tay ra bẻ chuối. Ông bà chưa ngửi được cái mùi là những đứa bẻ hết trơn, còn cái cùi không. Thì vị biết rằng mình nghĩ hồi cấp còn nhỏ mình không được ăn một cái gì mà đồ ăn ngon như nhà con người ta cả. Mà cả vị biết rằng bận quần bận áo mà gách là người lớn đi làm hết, mình ở nhà cầm cái kim cái lẹo lại, lẹo giết mà may được luôn. Từ khi còn nhỏ 6 tuổi mất mẹ là quý vị biết ở nhà lau nhà gánh nước làm việc này việc kia cho người lớn đi làm kiếm cuộc sống. Nên từ đó cái cảm giác mình nghĩ trời ơi, mình còn nhỏ mình khó quá, mình không biết một cái gì ngon mà mình ăn, mình có tiền mình mua. Nên mấy đứa nhỏ vô chùa những đức nói trái cây mắc tiền như nho Mỹ đồ nè, kem một cây mấy chục ngàn những đức mua cho cháu ăn. Vì sao? Những đức nói mình còn nhỏ mình đã không được như các cháu bây giờ, mình phải làm sao bây giờ thương các cháu. Bản thân của mình nó không được như vậy, mình phải thương các cháu. Nên á, ai mà cho mình ăn cái gì ngon mình cảm ơn người ta lắm. Nên bây giờ mình phải cho các cháu ăn ngon. Nên hôm qua mấy thằng trai trong cái lễ Quan Âm này xong, nó về nhiều thằng, mình bận bịu đâu có gặp được đâu. Hôm qua đi ra ngoài kia mua đâu một chục hộp nho Mỹ, xách qua bên kia bển nè các con chia nhau ăn đi. Nó cảm giác nó rất là vui. Còn mấy đứa nít thì bây giờ lễ Quan Âm xong nhiều đứa nó về nó đâu gặp được mình đâu. Nên hôm qua 5 giờ chiều cố gắng sắp xếp thời gian gặp các cháu mua kem nè, mua đồ ăn cho nó ăn. Ăn xong rồi như là nó được chào mình đi, để nó về nó không có bị cái tâm trạng là đến đây ngồi với thầy vui vậy mà bây giờ về không được chào thầy. Nên hôm qua những đức nói rằng các con như là mình chào nhau đi các con, lỡ trong vía Quan Âm mà các con đi về thì về đi, mình chào nhau rồi các con về nghe lại những buổi này nghe. Nên những đứa nói chuyện rồi quay phim lại hết cho các cháu nó được coi, để nó về nó coi lại. Rồi những đứa thường dặn mấy nhỏ gái nghe, dặn gì nè các con à, trong cuộc đời con người mình là người nữ, có những người thì được hạnh phúc nhưng có những người khổ lắm các con à. Nhiều người nữ khi có chồng hạnh phúc ít mà khổ nhiều lắm. Nên các con sau này trên đoạn đường đời các con có cái khổ gì, các con vẫn còn một điểm để quay về, đó là chùa hộ pháp đó. Những đứa cứ thường dặn mấy nhỏ gái vậy đó. Nó từ nơi đó mới bị biết rằng sống phải có một cái tình cảm con người quý vị à. Đừng có cái gì cũng tiền chưa chắc là quản năng đó quý vị à. Con người phải có tình cảm với nhau, con người đến với con người phải chân thật. Dù những đức vẫn còn phàm phu, mình còn sai chứ không phải hoàn toàn đúng đâu, nhưng những gì mình có thể phát huy được thì mình cố gắng.
hết lòng được thì cố gắng nên những đức thấy. Hàng Phật tử mà về chùa mình người ta nhiệt tình vô cùng, rất là nhiệt tình, ai cũng là người nhiệt tình cả. Đó chính chúng ta mà gặp gì là mừng quá quý vị ơi. Đó nên chùa mình á, chiến này những đức đặt tượng Phật nhiều lắm. Bên nay là bộ Tam Thánh hình như là có khoảng 200 bộ vậy đó. Thì một chút những đức nói chuyện xong nè, chúng ta phát phiếu ai thỉnh bộ Tam Thánh á, từ hôm nay những đức đặt tượng Phật sẽ đặt luôn trọn bộ. Vì những đức nghĩ rằng thôi, quý vị thỉnh được luôn nguyên bộ đi, về nhà đi làm bàn thờ đi, rồi có cái thờ khóa tu luôn, rồi nghe pháp mỗi ngày. Gia đình quý vị là một cái ngôi chùa tịnh độ nhỏ đó, để tu được luôn. Thật sự mà nói, trong cái thời cuộc này quý vị biết rằng thịnh thì có si thôi. Cái nơ mà nó quá thịnh lên thì nhất định nó phải hạ cánh đó quý vị à. Nên quý vị phải có một cái nơ tu cho chính mình ổn định, có một cái thờ khóa tu. Và những đức làm những bộ tượng Phật như vậy để mà cho quý vị ở nhà thờ. Nên một chút một số đoàn Phú Yên nè, một số Hà Nội đồ quý vị thỉnh đi. Một bộ tượng Phật như đức đặt đẹp lắm á, mà đặt tại gốc luôn, mà người ta lấy giá rẻ nhất cũng có triệu bạc có giỡn đâu. Nên đó là cái gốc như đức đặt lâu chứ bị mua ngoài mắt lắm á. Nhưng mà bộ sẵn bây giờ từ hôm nay thì là những đức đặt nguyên bộ luôn. Ai mà thỉnh là thỉnh được nguyên bộ. Và có tượng lẻ nữa, tại vì lúc trước tới giờ đặt tượng lẻ không à. Nên ai thỉnh thì thỉnh được cái tượng lẻ để về thờ cho đủ bộ. Còn ai mà thỉnh một lần được một bộ thì thỉnh luôn. Một chút là có phiếu đó, thì mấy chú phát phiếu, rồi quý vị đi qua bên kia bệnh á, phòng máy á, mình thỉnh. Rồi nếu mình có xe ở đây thì bắt đầu là mình để lên xe mình luôn cho nó gọn đi, để 18, 19 đông dữ lắm, lu bu dữ lắm. Hết. Rồi thêm cái nữa là mình muốn đặt máy nghe pháp, năng lượng, niệm Phật rồi này kia, qua bên đó đặt luôn chứ hết á. Tại vì nó đông người quá. Khi quý vị về nhà đó là có một cái máy nghe pháp, thường nghe đi. Những đức nói quý vị thường nghe đi, rồi tự nhiên tâm trạng thoải mái lắm và an lạc vui vô cùng. Đó, cứ ngày nào những đức cũng chia sẻ hai thờ rồi nghe đi, là tự nhiên nó có kết quả à. Chúng ta giúp những người nghèo, những người khổ bằng cách nào là viên mãn nhất? Bằng cách dẫn dắt họ cho họ biết tu. Chỉ có biết tu, nghe pháp thì mới có thể vượt qua cái khổ, cái khó trong cuộc đời. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói một câu rằng Phật đi đến đâu thì thành áp tụ lạc đều được giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, trời trong gió mát, nhân dân an lạc. Có nghĩa là giáo pháp Đức Phật đi đến đâu thì con người sẽ được an lạc, được tốt. Nên giúp người như thế nào là viên mãn nhất? Đem Phật pháp giới thiệu cho người ta biết. Nên những người có duyên mình dẫn dắt người ta đi tu, việc này đặc biệt lắm. Nhưng đức nói rằng là cái việc này là làm cái việc lớn nhất trong cuộc đời quý vị làm được đó. Mà làm việc này là làm cái việc mà quý vị là sứ giả của Như Lai, đem giáo pháp Đức Phật để mà giới thiệu đó. Việc này quan trọng lắm. Mà nhân duyên tu phước duyên cũng ngay việc này là thù thắng nhất. Nên những người khắp nơi nơi, chúng ta kết cái duyên thiện để dẫn người ta đi tu, đây là đặc biệt lắm quý vị à. Việc này nên chân thật mà làm. Nên từ hôm qua là có nhiều phái đoàn ta đã đi đến đây à. Chùa mình trong thời điểm đang xây dựng, chỗ ở rất là chật, nhà cửa thì cắt lên rồi nhưng chưa có hoàn tất, nằm thì chảy mũ chảy chiếu tùm lum, đèn đuốc thì có khi chưa bắt sóc. Nhưng có những phái đoàn ở thiệt là xa, chúng ta bỏ công ăn việc làm để mà đi đến đây mình tu tập suốt 3 ngày. Nên những đức mỗi ngày cũng lên đây chia sẻ Phật pháp với quý vị, sắp xếp thời khóa tu làm sao cho nó phù hợp để mình tu nó khỏe. Mới hồi nãy chúng ta niệm địa chung 20 phút, xong những đức nói chuyện một chút, bắt đầu mình lễ Phật nửa tiếng thôi. Mình lễ Phật nửa tiếng xong cái mình ra mình phóng sanh cúng đi thực.
Xong cái mình ra ngoài mình kiếm miếng cơm mình ăn. Mình ăn cơm xong cái mình về chỗ nghỉ ngơi, ngủ giấc. Xong cái buổi chiều khoảng 1:30 mình thức dậy. Xong vô thời khóa cũng y rang như buổi sáng gì. Rồi xong mình ra mình ăn cơm. Mình ăn cơm xong cái tới chiều khoảng 6 giờ thì tập trung hội chúng rất là đông. Chúng ta chia sẻ Phật pháp một chút xíu. Xong đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong, chúng ta có cái lễ phóng sanh. Ba ngày quý vị đến đây. Buổi sáng thì thức dậy sớm mình cũng tu đường thờ. Mà thờ buổi sáng như Đức cũng cô động gọn luôn rồi đó. Nó niệm Phật, niệm đi chung 20 phút lễ Phật nửa tiếng. Ít lại bớt lại nữa đó. Rồi hồi hướng nghỉ. Có nghĩa là cái thờ khóa một ngày 4 thờ quý vị tu. Vừa có nghe pháp nè. Rồi vừa tu được luôn. Mà chia rất là gọn ra cho quý vị tu. Có nghĩa là mỗi chương trình lễ của chùa mình, quý vị về đây tu nhận đức là một ngày 4 thờ cùng tu chung. Rồi sắp cái thờ khóa làm sao chứ quý vị về đây tu mà được lợi ích. Cái quan trọng vô cùng đó là khi những người ta mới về đây tu thôi, là người ta được nghe pháp là người ta mới cởi mở tâm tư. Nếu như bây giờ mà người ta về đây mà người ta mới biết Phật pháp, người ta mới đến chùa tu thôi nghe, nhưng mà đi vô đây bắt người ta lễ Phật, vị chủ trì hoặc là người lo cho chúng không lên tu chung để điều tiết, mà cứ người ta về bật âm thanh lên cho người ta tu, còn mình thì ngồi bên phòng mình nghỉ, thì cái như là người ta đến tu một lần người ta chạy mất dép luôn. Tại vì cái người ta mới đến chùa tu thì bắt người ta tu nhiều quá, người ta không hiểu cái việc là tu này để làm gì. Trước nhất là tôi thấy cái việc là tôi không thoải mái mà còn bị đau chân rồi đó, hiểu không? Thì mình phải nói cho người ta nghe cái lợi ích của cái tu. Nói cho người ta nghe được cái lợi ích cái tu đó thì người ta mới phát tâm ra tu. Nên những đức phải lên, những đức nói mấy buổi liên tục để cái chuyến đi của phái đoàn đi, trưởng đoàn dẫn đi, nó được cái lợi ích của cái chuyến đi của người ta. Chứ nếu không á, người ta dẫn đi mà lần sau người ta rủ nó không dám đi. Vì mình thì biết tu, mình nghĩ là tu nhiều là tốt được rồi. Nhưng mà người ta mới biết tu, bắt người ta tu nhiều người ta sợ. Cái nguyên lý là như vậy quý vị phải nhớ. Nên á, mỗi một người chúng ta nghe Phật pháp mình phải điều tiết làm sao cái âm thanh nó vang vang ngộ người ta. Ít người bắt gọn âm thanh vừa vừa thôi. Nên à, mình về đây mình tu tập làm sao mà chiến sau mình rủ người ta đi, người ta đi nữa. Nên những đức nói những cái lợi ích của cái tu là xác thực ngay chùa mình nè. Xác thực ngay chùa mình nè. Quý vị bây giờ về đây suốt 3 ngày này mình lên mình nghe pháp mình tu nghiêm túc. Quý vị biết rằng chùa mình một năm như một ngày, 10 năm như một ngày luôn. Là từ mùng 1 Tết năm này cho tới mùng 1 Tết năm tới, không có một ngày nào mà chùa mình mà không tu 4 thờ hết trơn. Mấy bà cụ già ngày nào bà cũng tu 7-8 tiếng đồng hồ xuyên suốt như vậy. Quý vị nghĩ đi. Mà phần nhiều mấy bà cụ già trong chùa, bà cụ nào cũng khỏe. Phần nhiều rất là khỏe. Bây giờ quý vị cứ nghĩ chùa chúng ta hiện tại nè, tất cả đại chúng là mỗi ngày ở đây là khoảng 1.200 người, mà người già thì rất là đông. Vậy mà những đức lo cho nhiều người già được. Có nhiều người nói rằng gia đình con chỉ có một người cha một người mẹ mà lo khó, mà tại sao ở đây nhiều người già vậy mà ông thầy này không lo được? Là nhờ cái gì? Tu. Nếu như mỗi ngày họ không nhớ ai với Đà Phật thì sao bị nuôi? Mỗi ngày họ không có một phương pháp tu thì sao bị nuôi? Nên quý vị nuôi được là do cái pháp tu và do chia sẻ Phật pháp, cởi mở tâm tư. Khi cởi mở tâm tư rồi quý vị mới thấy cái Phật pháp nó lợi ích. Thì biết rằng là con người chúng ta là cái khổ nhất là nội tâm bị nặng nề. Cái khổ nhất là nội tâm này nặng nề nè. Khi mà nội tâm nó cởi mở được rồi thì quý vị mới thấy nó đặc biệt.
trước mấy ngày thôi, những đức sắp xếp thôi, bao nhiêu sự việc. Bữa nay nó mới đi vô cái kết luận này. Thì bốn điểm đạo tràng bố trí làm sao mà mỗi một cái vị trí, dù mình không qua bên kia mà bây giờ đang hoạt động bình thường ở bên kia, chiều nay người ta giảng lễ bên kia, 500 danh hiệu, ba đạo tràng, đạo tràng nào cũng lễ, bên đây cũng lễ. Chứ nếu như mà bên kia mà đưa người qua đây thì sao mà đưa nổi đây, sao đưa nổi. Ở bên kia bây giờ, giờ này người ta bển cả ngàn người bển á, thì quý vị làm sao lấy xe đâu mà đưa qua đây. Nên bên kia phải lễ bên kia, bên đây phải lễ bên đây. Rồi chiều nay mấy ngàn người người ta, ngày mai càng đông nữa, ngày 19 thì cực kỳ đông nữa. Thì quý vị biết rằng là phải bố trí làm sao mà cho ai cũng tu được, mà đạo tràng mỗi một cái tổ chức mà đông không, mà tổ chức làm việc mỗi bên nấu ăn sao sao sao, bố trí suốt mấy ngày nay liên tục, rồi tối hôm qua mới xong hoàn toàn. Thì bữa nay những đức lo tu với quý vị thôi, không còn sắp xếp gì nữa chứ. Rồi ăn uống cơm nước gì là tự họ làm hết đi, rồi là mình lo xong hết trơn rồi đó. À, nhưng mà thấy cái mồi Dí Quan Âm năm nay những đức khỏe hơn mấy lần trước. Có nghĩa là lần nào Dí Quan Âm những đức quy bệnh chứ ha. Nhưng mà lần này nè, hôm qua nó hơi nhức đầu rồi đó. Nhưng mà sáng nay thấy mà khỏe lại. À, thì mới lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm với quý vị. Nhưng mà những đức vừa coi lịch đó nha, cái năm nay là cái năm đúng mùa mình tu, đúng mùa tu luôn. Có nghĩa là ngay ngày Du Lan của năm nay chúng ta tổ chức được hai ngày 16 và 17 là nhằm thứ bảy và chủ nhật. Ngày 16 là thứ bảy, ngày 17 là chủ nhật, là ngay ngày tháng 7 Du Lan báo hiếu. Có nghĩa là chúng ta được tu hai ngày. Và ngày 16 thì chúng ta tổ chức ở bên đây, nhưng mà ngày 17 thì cũng hoàn toàn ở bên đây, nhưng mà buổi chiều chúng ta phải qua bên Đại Tùng Lâm để tổ chức bên đó. Là được hai ngày tổ chức ngày Du Lan, mà quý vị được niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp, để mình đem công đức mình tu, mình hồi hướng cho cha mẹ, cầu an cho cha mẹ còn sống, và cầu siêu cho cha mẹ và người thân ông bà đã mất đi ngay ngày gầm tháng 7. Mà ở đây là thật chắc chúng ta tu để mà hồi hướng. Đó là cái chương trình năm nay. Còn một tháng nữa nha quý vị, đúng một tháng nữa. À, còn chùa mình mỗi lần tổ chức Trung Thu là những đức thấy rằng là đông dữ lắm. Mà năm nay những đức muốn tổ chức cái Trung Thu mà cho người già luôn. Tại vì những đức nuôi người già, những đức hiểu rồi. Có rất nhiều người chúng ta có một cái quan niệm rất sai. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là người có vợ, có chồng, có con và người già là không vui gì hết trơn á. Vui chỉ là trẻ em thôi. Còn người lớn, người già mà vui cái gì nữa. Sai rồi, hoàn toàn sai. Chính những đức là nuôi người già xác thực nhất luôn nè. Mỗi lần chương trình những đức thí nghiệm thử, kêu mấy bà già ra hát và bắt mấy bà già múa nhảy, thì mấy bà già bà nhảy đến mức mà bà không chịu nghỉ. Mới đây nè, có nghĩa là trước ngày Dí Quan Âm mấy ngày như đức tổ chức sinh hoạt cho hai bên đạo tràng, thì quý vị biết rằng là có một bà cụ mà 90 tuổi mà bà lên bà múa tổng cộng là 3 bài hát bà không chịu nghỉ. Những đức hỏi bà cụ ơi, bà 90 tuổi mà bà múa vậy mà 3 bài hát bà múa không mệt sao? Bà nói không, thích dữ lắm. Ai cũng quan niệm là người già không được chơi nên mắc cỡ, chứ già mà cho chơi là vui lắm, thích lắm. Đó, thì thấy không? Vậy thì tất cả những người có chồng, có con, có vợ, có con, người lớn, người già, trẻ em, vui, ai cũng muốn, ai cũng có phần. Thấy không? Nhớ nghe. Chứ đừng bao giờ thấy người già người ta vui chơi hát ca mà mình nói già mà không nết na bậy. Mình phải cho người già người ta vui, cho cha mẹ mình vui. Vậy đó là cái gốc để mà mình xây dựng được gia đình mình hạnh phúc đó. Ở đây những đức nuôi nhiều người già là do những đức cho các cụ già vui đó quý vị. Cho các cụ già vui đó mới nuôi được các cụ già. Mà khi các cụ già vui rồi nói các cụ già mới nghe. Đó, nên năm nay cái Trung Thu mình á, nó nằm ngay chỗ ngày 15 tháng 8 là ngay thứ bảy. Ngay thứ bảy luôn. À, nó nên cái Trung Thu năm nay tổ chức là hoành tráng, là tất cả người già nên về chơi đèn Trung Thu ngay chiều thứ bảy, rồi ở lại luôn sát Chủ Nhật cộng tu. Rất là hay, vô cái chương trình tu đặc biệt vô cùng.
Còn cái vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19, ngày 19 tháng 9 của năm nay mà chúng ta đã tổ chức được 2 lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6, là 2 lần là chúng ta tổ chức đều lại một lần 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Lần này mà được 1.500 danh hiệu nữa là chúng ta lễ 2 lần, được 3.000 lại của 2 lần rồi đó. Và lần sau, những đứa hôm qua coi lịch thử, thì lần sau là lần quyết định cái năm nay là lễ 4 ngày. Thì biết thì sao mà năm nay lễ 4 ngày không quý vị coi nè. Ngày thứ 5 và ngày thứ 6 nó nằm ngày 18, 19. Quý vị đã dính 2 ngày này phải nghỉ à. Cuối cùng nó nằm ngay ngày thứ 7 chủ nhật. Mà không lễ luôn thì uổng quá. Hiểu không? Có nghĩa là quý vị coi nè. Cái ngày thứ 5, thứ 6 là nằm ngay 18, 19. 9, ngày 9 lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Mà ngày thứ 7 chủ nhật là ngày người ta dễ nghỉ. Từ nơi đó mà những đức lấy 2 ngày kia là ngày 20 và 21 lễ luôn, là tổng cộng được 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Không, những đức nói thiệt, những đức mà tổ chức thì quý vị lễ là chuyện bình thường thôi. Cái khổ là những đức mới là được hay không nè. À, những đức nói thiệt đó. Cái là ngay những đức lễ được hay không. Còn mình thí dụ như mà mình mệt đi, mình ngồi mình nghỉ, hoặc là mình xá xá, hoặc là quý vị mà niệm mệt thì quý vị Quán Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng đúng không? Còn những đức sao mà được như vậy đây? Những đức không thể nào mà lên, từ khi là không nổi thì bỏ cuộc thôi chứ. Không thể nào mà lên mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có thể nào mà làm như vậy được luôn á. Tại vì sao mình là chủ xướng, sao mà làm vậy được? Làm vậy gửi dưới sao người ta lễ đây? Nên cái chủ xướng, cái người mà dẫn tu nè, cái này mới quan trọng, mà họ dám làm là phải bị dám tu chứ. Cái việc này là 100% luôn. Nên chương trình những đức nêu lên vậy đó, thì thấy cái năm nay đúng rõ ràng là cái năm mà mình tu rất xứng đáng. Còn lễ Vía Di Đà ngày 11 thì nó nằm vào ngày 17, 18 là ngay thứ 7 và ngay chủ nhật luôn. Nên những đức thấy cái mùa năm nay là đúng là cái năm vô mùa tu. Toàn là lễ ngay thứ 7 chủ nhật được không à. Nên từ nơi đó mà chúng ta tổ chức làm sao mà cho nó xứng đáng cái năm nay. Mà quý vị coi mấy năm nay trời, dịch bệnh quá trời luôn, người ta chết quá trời luôn mà. Bây giờ chỉ có tu mới có thể hồi hướng và quá giải kiếp nạn, chứ làm cách nào giờ đây. Bây giờ quý vị coi dù cho nhà nước đi chăng nữa, mà người ta cái chuyện gì người ta cũng phải cầu nguyện, người ta cũng mời quý thầy tụng kinh cầu nguyện, quý vị coi cũng phải làm như vậy. Từ xưa tới nay mà bất cứ một triều đại nào mà mến mộ Phật pháp đều là phải cầu nguyện cho nhân dân. Đã là cầu nguyện thì phải là kinh giáo thiện tâm đúng không? Nên từ nơi đó quý vị coi cái kiếp nạn mà quá trời luôn, dịch bệnh mà quý vị coi mấy năm nay chúng ta có đi đến chùa được thoải mái đâu. Mà năm nay thì chúng ta thấy cái mồi là ổn rồi, thì bây giờ mà năm nay ngay cái mùa gì nữa thì thôi, những đức cũng cố gắng, cũng hết lòng hết dạ, chứ bây giờ cũng mới 41 tuổi, nó còn khỏe. Chứ nếu tầm 50 tuổi lúc đó không biết lại nổi không. Thật sự mà nói lại thì nổi, mà sướng nổi không? Lại nổi, nhưng cái hơi mình sướng lên nổi không? Nên những đức thấy có một vị thầy ngày xưa lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, thầy lại rất là khỏe đúng không? Nhưng mà năm thầy 48, 49 tuổi thầy đâu có lại nữa đâu. Có nghĩa là thầy yếu à. Lễ với chúng thì được, nhưng mà sướng thì không nổi. Cái sướng nó không đơn giản đâu quý vị. Chùa mình có ông thầy Nhận Ngôn, ông 60 tuổi nhìn ông khỏe dữ lắm. Mỗi lần ông lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cùng với những đức là ông lễ sau lưng á. Ông lễ xong ông gì ông mệt lắm. Ông nói là đúng là tuổi này nhìn thì khỏe nhưng mà lễ xong rất là mệt. Thấy thầy sao mà sướng, khỏe vô cùng khỏe, mà về còn đi tiếp khách nữa. Những đức nói với tuổi những đức nó còn khỏe mà, chứ nó nằm cái đoạn mà 50 tuổi không biết nó sướng nổi hay không á. Lại thì nổi nhưng mà sướng phải mệt lắm, sướng rất là cực. Thí dụ như giờ nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am, cái hơi quý vị nó phải có lực niệm vô cùng nó mới dẫn dắt người ta được. Có lực niệm á, dẫn đầu là phải có cái lực, rồi người ta phía sau
Quan Thế Âm Bồ Tát nó khỏe. Còn nếu như bây giờ mà mình niệm như dịch đẹp mà nhất tâm định lễ Nam Mô A Di Đà Phật, chắc phía sau mấy bà Quán Thế Âm Bồ Tát vì coi kiểu đó thì thôi chịu thua rồi, thấy không? Nên quý vị biết rằng mình gặp được một vị thầy mà người ta chịu tu, đây là quý rồi. Chứ thật sự mà nói dụng công mà một ngày 4 thờ sáng như Đức tu một thời quý vị rõ ràng, xong bây giờ như Đức lên nữa nè, xong rồi chiều như Đức lên nữa nè, rồi tối như Đức lên nữa nè, có nghĩa là không có một chương trình lễ nào mà những Đức không như vậy cả. Nên quý vị là yên tâm khi về chùa là những Đức tiếp quý vị tới cùng luôn. Nếu như quý vị mà không thấy những Đức có nghĩa là chắc những Đức mệt dữ lắm rồi, nằm luôn rồi chứ không có thể nào mà đi được thì chịu thua ha. Nên nhưng mà mình làm việc trong Phật pháp thì chắc chắn có Phật gia hộ quý vị, có Phật gia hộ. Những Đức nói thiệt chứ cách nay trước thời gian nó nóng như lắm, thời tiết nó nóng lắm, mà bây hổm tới giờ nó có mấy đám mưa nên nó mát được nè quý vị, về đây mới nằm được coi được nữa. Chứ nếu mà cái lượng người đông này quý vị coi nó nóng như lắm đó. Nó nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng quý vị thân tâm thường an lạc và đều nghe được Phật pháp mà nghe ngay tịnh độ, tính nguyện kiên cố đối với pháp môn tịnh độ, cả đời niệm Phật, khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay quý Phật tử về đây, chúng ta đảnh lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày. Chúng ta cũng cộng tu 3 ngày, buổi chiều thì lễ 500 danh hiệu suốt 3 ngày như vậy. Nên cũng khắp nơi nơi về đây rất là đông. Chúng ta về đây ngày nào cũng vừa tu xong, mình được cúng thí thực, cũng như ở nhà mình mà mình làm đám giỗ mỗi năm cho ông bà cha mẹ. Còn đây thì ngày nào cũng cúng thí thực cho chư hương linh. Mình về đây chắc chắn rằng thân bằng quyến thuộc của mình, hay hương linh thai nhi, hay ông bà chưa siêu thoát cũng về đây nè, được hưởng tài thọ thực, nghe pháp niệm Phật và phóng sanh này được hồi hướng công đức. Nên khi chúng ta tu xong ra bên ngoài, mình cúng thí thực gì chư hương linh ta hoan hỷ dữ lắm, làm cái lễ phóng sanh. Nguyện đem công đức niệm Phật nghe pháp cúng thí thực phóng sanh của toàn thể đại chúng, chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và Phật tử khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những công đức này mà thân tâm thường an lạc, điều phát Bồ Đề tâm tinh tấn niệm Phật, cả đời niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan ức chưa được siêu thoát và đều được hồi hướng công đức này, và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho tất cả những người chết đã chưa được siêu thoát. Nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này. Chúng ta đều nương vào bổn nguyện Di Đà. Đức Phật A Di Đà có phát lời nguyện rằng chúng sanh mười phương, trong đó có chư hương linh chưa siêu thoát khổ đau vất vơ vất vưởng, hôm nay chúng ta nghe được bổn nguyện Di Đà, nên nương vào bổn nguyện Di Đà mà niệm A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà hứa chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài, nghe bổn nguyện của Ngài mà nương vào chịu niệm thì Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đến về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung
từ thực biến thập phương nhất thiết phận từ không nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết phật từ giai cộng thành phật đạo như đăng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành phật đạo như đăng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành phật đạo an mục lục lắng ta bà ha ta bà ha án một lục lắng ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng tam bà việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Chùa mình rất là nhiều Phật tử về đây tu, và nhất là các cháu nhỏ cũng rất là đông. Nhưng Đức từng nói rằng nít mà còn nhỏ mà nghe được Phật pháp sớm, rồi các cháu nó biết niệm Phật, biết tu. Thí dụ như đứa con này đến đây để nó đòi nợ mình, nhưng nhờ nó biết tu mà thời gian nó chuyển nghiệp, nó báo ơn lại cho mình. Tại vì biết tu là chuyển nghiệp chắc chắn. Nhưng Đức biết một đứa bé nhỏ này, nó 2 tuổi thôi, mà từ khi mới đẻ ra là nghe niệm Phật suốt rồi. Mà 2 tuổi mà gặp mà nó khôn, mà nó dễ thương làm sao. Thì rõ ràng con nít mà biết niệm Phật sớm, rồi biết làm lễ phóng sanh, có tâm từ bi, không giết một con ruồi, một con muỗi, một con kiến, nó không có cái tâm háo sát, thì tự nhiên đứa bé này sau này nhất định nó hiếu với cha mẹ nó, chắc chắn. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn, giúp cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ. Và gia đình mà thí dụ như đám giỗ, hay là gia đình có người mắc, hay là đầy tháng thôi nôi, hay là mừng thọ gì,
Chúng ta chỉ cần mà làm chương trình phóng sanh này nè, rồi niệm Phật, đó là cái cách mà để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân đặc biệt nhất đó quý vị. Nên cái công đức phóng sanh này lớn dữ lắm. Khi mà chương trình gì xong mà phóng sanh cái là con người nó thoải mái dữ lắm. Tại vì như mình bị ở tù mà ai thả mình mừng lắm. Như những con chim này nó bị nhốt gì như ở tù đó, mình thả nó mừng rồi, nó mừng dữ lắm, nó bay thiệt là nhanh, nó mừng. Nhưng mà khi thả ra thì thôi, ở trong chùa là bình an nhất. Mỗi ngày nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi bỏ thân này thì hướng về thế giới cực lạc. Bây giờ được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nên tất cả những chú chim này được quy Phật, Pháp, Tăng rồi thì thôi, khi thả ra chúng ta ở xung quanh chùa, những cái cây rất là lớn ở đây, mình ở đây mỗi ngày nghe danh hiệu Phật, khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.